Thế Tôn là mặt trời chiếu soi, người phá tan đi màn đêm u tối, xóa tan đi tà kiến khổ đau. Đức Thế Tôn rằng ngời, chỉ tệ ngài bao trùm khắp tam thiên. Đức Thế Tôn tự phụ muôn loài, ai cứu được nhân loại người ấy không ai ngoài Đức Thế Tôn. Nhân loại đang chìm trong u tối, gồm mình ta kiến khổ đau. Đức Thế Tôn mang chánh pháp muôn nơi, xóa tan đi mê lầm, làm thăng từ sáng tươi. Mọi chúng sinh ca mừng, mọi chúng sinh cầu mong. Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn cứu đời, Đức Thế Tôn cứu đời. Đức Thế Tôn tự phụ muôn loài, ai cứu được nhân loại người ấy không ai ngoài Đức Thế Tôn. Nhân loại đang chìm trong u tối, vô mình ta kiến khổ đau. Đức Thế Tôn mang trái sắc muôn nơi, xóa tan những mê lầm, giảm thắt từ sáng tươi. Mọi chúng sinh cảm mừng, mọi chúng sinh cầu mong. Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn cứu đời, Đức Thế Tôn cứu đời. Rằng là có thể sôi động mà không mỹ từ nào mà có thể miêu tả được cái sự nhiệt huyết của tuổi trẻ hay của các bác Phật tử, thật là vô cùng hạnh phúc tuyệt vời ạ. Về chùa tham dự lễ Phật đản chùa Ba Vàng, mình rất là vui và cực kỳ vui. Ok. Dạ, Phật đản có ý nghĩa sâu sắc đến các bạn tuổi trẻ, đó là sự giáo dục, sự tư duy về nguồn Phật pháp của mọi người sau này để kết nối sự yêu thương với nhau, lan tỏa đến thế giới nhiều hơn ạ. Khi chúng ta biết được Phật pháp thì chúng ta cảm thấy là cuộc đời chúng ta tươi đẹp hơn, và mong muốn là mọi người ở ngoài kia sẽ biết đến Phật pháp sớm hơn. Em chúc mọi người trong mùa lễ Phật đản vui vẻ và hạnh phúc ạ. Em chúc mọi người có một mùa lễ Phật đản bình an ạ, và hẹn gặp lại mọi người vào mùa lễ năm sau.